màu trung thu. Đó là cuối tháng 7 âm lịch rồi. Rồi cũng là cuối những ngày cuối tháng 8, ngày cuối cùng của tháng 8 năm 2024. 31 tháng 8 rồi bà con. Vậy em vui xin chào tất cả mọi người. Ngày mới em chúc tất cả bà con luôn vui khỏe. Cùng em thăm Huế. Một buổi sáng cũng đầy nắng. Lúc này 8 giờ 30 sáng. Dự báo có nhiều mặt bậc mà chưa thấy nơi. Đây là một đoạn đường của Võ Thị Sáu và Chu Văn An chúng ta vừa đi qua. Có tay đó bà con. Ngày hôm nay nhiệt độ 31 tháng 8 năm 2024. Để dự báo thì trời từ 26 đến 35 độ C. Có ngày mai ngày kia có gì giảm xuống còn 34 độ, chắc là có mặt nhiều hơn. Chùa Phù Lục, Phù Lan Bảo Hiếu, mùa này đi đâu không thấy. Và chỉ còn 1-2 ngày nữa là kết thúc tháng 7. Mùa Vu Lan đi qua thì đến trung thu về. Nguyên Công Tử cũng là con phố Sa Mốt đón rất nhiều lượt khách mỗi ngày về từ những đến những quán ăn, nhà hàng, khách sạn. Đây còn là ngày thứ bảy cuối tuần đó bà con. Ngày 31 thì bên âm lịch cũng là ngày 28. 28 tháng 7. Cũng là ngày 28 âm lịch. Cuối đường Nguyễn Công Tử, đây ngã tư cầu Vinh Già, khu vực chợ cống. Cầu Vinh Già ngày mai sẽ rộng hơn. Bà con thấy cái cỏ hai bên rồi đó, nhà cửa người ta đã làm vào trong. Và tuyến đường Phạm Văn Đồng cũng đang thi công, không biết khi nào mới hoàn tất. Chỉnh trang mở rộng vỉa hè. Như vậy là từ 36, 37 độ nhiệt giảm xuống còn 35 độ thì nó cùng với đi cực nặng. Tôi thấy ngang 8 giờ 30 thấy đáng ui ui, cũng chưa gắt lắm đó con. Rồi giờ trưa, giờ cao điểm mới nóng. Đây là đường Phạm Văn Đồng. Lòng
đường thì đã mới mẻ, nhưng mà hai bên bờ rồng thì chưa có xong. Đường đi dẫn chúng ta về Thuận An, về Phú Vang đó. Dạ. Ngược lại thì bên trung tâm, và đây cũng là tuyến đường quốc lộ 49A dẫn lên Bình Điền An Lưới. Đường Phạm Văn Đồng đây bây giờ có dự án Menazone Minazone thì đó, Minazone thì già. Bên cạnh là nhà văn hóa Lao Động. Công trình Bình Đoàn. Đường này nay mai là có phóng lương ở giữa, có bông hoa đó bà con. Cho nên mày có những đoàn là đã chúng ta đã làm phóng lương. Đường hai chiều. Và chắc là sẽ một bên có ba làn đường đó. Đây ngã tư Tùng Thiền Vương. Băng đường. Đường này sẽ rộng khoảng đạt lắm. Thì là công trình trò là thầy em thầy có hơi lâu, hơn năm mà. Việc Tết này có sống kịp không? Khả năng cuối năm là bà con đi lại ngon lắm đó. Văn Đồng này là dài 2,6 km, gần 3 cây số, và được làm từ tháng 5 tháng 6 của năm 2023. Và có những đoàn xong rồi bà con cửa hàng
đây ngã tư Phục Hải là đường tỉnh lộ 10 về Phú Mỹ, Phú Vang. Đây chúng ta đi về đến đây là thuộc phường Phú Thường đó bà con. Sau Vĩnh Dạ rồi đến Phú Thường. Lái đường này mở rộng ra thì chắc còn có nhiều thu hút nhiều đầu tư về khu vực hai bên đường giống như là khu vực Phú Thường này về còn ngã tư đường tỉnh lộ 10A rồi phía sau này đồng ruộng còn nhiều, mục đích cùng giao thông rồi để thu hút đầu tư nữa. Tỉnh lộ 10 thì đi rẽ phải về một đoạn thì có khu đô thị Phú Mỹ Thường cũng đi năm lâu nay rồi. Đây Phạm Văn Đồng nay mai nổi sẽ chạy dài về song song với đường Phường Ngã ngoài kia xuyên qua cánh đồng Phú Thường, Phú Dương về tại diễn trường đó bà con. Công nhìn lại đoạn đường khu vực đầu đường mà bắt đầu thi công đường Phạm Văn Đồng rộng lại nghe nha, kết thúc đường thì tại khu vực này ở đoạn cua này sẽ ra về đường Phường Ngã.
lên chợ và đây là trước mặt chợ. Trong chợ đi vào. Đây là thuộc tổ Nam Thường, Cũ Thường. Có chợ Nam Phổ. Sáng những ngày này thì đi qua khu vực dưới cầu chợ Dinh thì cảnh học chợ đông đúc, vì hiện tại thì chợ Dinh người ta đang nâng cấp, tu bổ sửa chữa mọi người, có thể là chợ sẽ rộng rãi, khang trang, cao rạo hơn, đời nhất nhạc hơn đó, cho nên bà con tập trung học chợ tại dưới cầu chợ Dinh đó. Chờ ngờ chưa, ai mà đi từ dưới này lên thì sẽ bất ngờ, tự nhiên đâu ra một cái chợ. Thực sự là học tạm để mà cho khu vực chợ Dinh người ta đang xây dựng mới lại đó. Đây là đụng chợ câu chợ Dinh. Cầu và chợ Dinh đây. Cái cầu đây thì chợ kia cũng khá là gần đó, cho thấy rất nhiều tiểu thương ngồi trong chợ bán hàng mỗi ngày. Bây giờ chợ tạm dừng để
xây dựng thì bà con phải lùi ra sau này. Thế nếu như không có mặt bằng của cây cầu thì chắc là bà con phải nghỉ tạm ít ngay chứ. Đó, đây là chờ này, đang nâng cấp. Đó, đặt gạch lát đá xây dựng bên trong đó. Tuy nhiên thì bà con cũng có những gian hàng ngồi trực tiếp bán lại rồi, đã hoàn thiện rồi. Như vậy là chợ Dính là làm ở giờ này người ta nâng cao lên và lạc đá, còn lại những gian hàng thì vẫn như cũ để cho hệ thống thoát nước đó nó lưu thông nó đỡ nhích nhạc hơn. Năm xưa nó thấp á, lui tới bờ sông bến sông năm xưa, vì nơi bến sông là một cái nhà vệ sinh cho nên là mình không về đây để review bến sông, bà con thấy được không được sạch lắm. Đó, chợ Dính những ngày nay thì chưa xong cho nên nhìn thấy được không gian của chợ. Ít ngày nữa chợ họp lại đi. Đó, chợ Dính ok. Đó, có những cây mới, có những cây dần thay đổi tại các địa điểm của Huế. Dạ, đó là những hình ảnh Huế ngày mới. Hôm nay ngày 31 tháng 8 năm 2024. Dạ, với tiết trời dự báo Huế từ 26 đến 35 độ C. Hy vọng bà con được thêm Huế ngày mới cùng yên vui nha. Dạ, và em sẽ còn tiếp tục gửi đến bà con những hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ Yên Vui xin kết thúc video. Xem mọi người không quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế. Và một lần nữa em xin chúc tất cả bà con luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an. Yên Vui xin chào và hẹn gặp lại mọi người.